hải đầu đình ngài quan vương bát hải đồng đình điều tôn quan điều thất thân anh đình khác thường thành ra hơi hì vui vẻ để đồng sống hôm mai cho ba đê nhất vui vẻ để dòng ngày chơi phù tiên lâu hồng vào ra sao là thanh ra hơi hì chẳng hỏi đông cuồng mó đầu chẳng hỏi đông cuồng châu đệ trên đất đông đông ngõ cuồng đêm đông cuồng sương rơi lác đác như cánh mưa rừng mà thương nghìn lẻ điểm canh canh nghe dễ kêu đồi núi vắng tanh cho tới tòa vàng trong cung sân ngàn trước cửa công đồng khấn rằng chư Phật nhìn người phương độ trì đã xa từ khi thành ra phải phủ thiết thay đề tam châu phủ thiết thay hành vân gia vũ ngự dày sẽ lan ra hơi hì an thái xa danh quý hương châu bà đệ tứ hách danh dòng trường sẽ lan thành ra hơi hì châu năm suy lần lần mai cung kính mời ai qua sông hóa tới đền thờ châu năm thành ra hơi hì về ngã chín tư bắc giang về ngã chín tư lục cung hiền thanh thanh cao bốn chữ đề châu phê bên đi kia bạn là thí làng sớm bên bên đi này châu lục mà khói nghìn hạt ngào ngôi đền thờ trên đỉnh non cao xa xa
tài ba năm mà hơn một ngàn này bỏ công tu dưỡng ăn nó say liệt dòng tố nổi lên đi lúc lúc là cung tiên chúa người về tiên tức tức thì
nhang, dâng lên tam bảo mười phương độ trì, dâng lên tam bảo độ trì mười phương. Thank you.
trên bạch hạc cho bà tự nhiên kéo về.
cùng chúng thương cất bước đứng lên phất phất cờ vung kiếm trầu cho đường má kéo về đất tiên la trầu vào chùa lễ Phật Phật Di Đà
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mâm trầu trụ thành kính con sông ung ung à. Thank you.
kinh diệu khai quang chúa từ trung ngã tích tăng cung giảng kinh phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên cùng vương. Cho chân nông bảy bè người đẩy số cho chân nhìn bỏ đi số một ông điền vào số son độ trong đệ tử bình an. Đôi chữ bình an ông đó cho đôi chữ bình an chữ phú chữ quý khang ninh thọ truyền nối cho dũng mạnh đôi đường. Thank you.
nay đã nơi đâu đâu Quỳnh Tiên trước chén rượu nào dâng nhất tuần sơ dâng lên điền ngọc các cô nương mời là mời rước quan hoàng bày sơ ốt sơi rước quan hoàng bày sơ chúng phủ chính phủ với nhau và chúng tôi đã đạt được đến ngày hôm nay.
Phù dung ơi, hồn nhà nam
các cô đừng tiếc nguyện mau mau lại đây quả nước pha trà rước quan hoàng bệ ông cho ghế hỏi đồng của ông đi cứu dân độ thế phúc lộc lộc đẳng hà Thank you.
kinh có chữ Nam Mô. Hồng mười khai quan dâm nhà thấp thì giữa ông mười chiếu từ trục ngã tích tăng cũng giảng kỳ hoàng thân cận thánh chúa tiên cùng vương. Cho lính đi lòng thành kính dân ông về làm lễ xe duyên như lai đỉnh khai khai thành nhẫn như thành nhẫn phong hào quang điểm khai khai thành nữ thành nữ phong thanh thành điểm khai khai thành khẩu khẩu thân khẩu cổ thiết âm nhân khai tâm tâm hoàn khai tích năng độ hành khai quang thấp kỳ diệu ông về chứng hình nhân làm lễ xe duyên ông mười về làm lễ xe duyên đi xe cho đệ được nghĩa ta muốn mùa phẳng lặng tai qua như lứa có đôi ông mùa xe như lứa có đôi răng lăng đầu bạc như suốt đời biết nhau ông về làm lễ xe duyên cho linh ly chứng chứng lòng trần gian ông về làm lễ xe duyên phúc thỉnh như lai đỉnh khai khai thành nhẫn ni thần nhẫn phong hào quang điểm khai khai thân nhĩ thần nhĩ phong thiên thành điểm khai khai thân khẩu thần khẩu khổ thiết âm khai tâm tâm hoàn khai tức năng bộ hành khai quang thấp kỳ diệu ông về chứng chứng hình nhân con hoàng thầy hoàng bơ hoàng mười che cho đôi lứa tôi cười như lứa có đôi ôi mười xe như lứa có đôi giặt văn long đồ bạc như suốt đời bên nhau về làm lễ xe duyên nhập thân hoa khai
kết hội long quất. Tay tiên ông ngồi bên bút đề Oh.
đất có lẽ quê hương ông có thổi rằng các dân ông còn nhiều gian nan, nắng nắng mưa
đường về Nghệ An ngàn mây xanh thẳm nắng nắng sớm long lanh núi núi hồng soi bóng dòng Lam tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn ràng về Nghệ An thấy lòng xuyên sao nghe danh thơm quan hoàng lừng vang xin cúi đầu con thắp một tuần nhang thơm dần dần.
sư ta chỉ bệnh cô đi lấy danh so đồng có tin cô xấu thương lời câu thường mà ai thuốc tiên đồ lượng mà nơi nơi hài nọt xanh đừng đừng cô lấy mẫu yêu cô sáu đi theo lưng lưng
cô xó đứng hầu một bên. Đức mẫu thường chỉ tay lên núi cô xó cô bấm lời. Thằng tiến rừng sâu cô đi tới đâu thì đòi cầm mà thu gieo vàng. Bye.
ông lộc cho lắm về đây càng nhiều, cô ban cho dài nhất càng yêu y, ông lộc thêm nhiều năm mãi năm rưỡi, họ đồng con nhang khói cùng đời, 31 người thứ hôn rằm, 31 hôn rằm mười thứ. Vui trên vai con nàng trái chín thơm, dùng ra dùng dây quẩy lăng lăng đầu non, dùng ra dùng dây quẩy lăng đầu non. Đỏ lên càng kinh nhân người, đường tay mướt đắng thế chưa phải thiêu đầu băng. Dùng âm mưu cất cao tiếng mưu, gọi cái rừng ơi cái rừng ơi, trần gian ơi cô xấu về như thank you.
trọng lần thành ra hơi đèn sông xưa ơi cô chú đi cô công mẫu trong sông mà quay thoa nón cô hậu cùng nghỉ bơ tòa làm lễ dân nhang cô về đông làm lễ dân nhang dâng lên cho tới tòa vàng trong cung của dân nhang trước cửa công đông đông salam thanh gia hồi hôm mười đông ngõ chi lăng thuyền cô cái quán đổi nhỏ ba thanh gia hồi cô bé trên ngàn cô bé trên ngàn bầu trời cảnh vật nà phong hoa quang bốn mùa trên vắt ngắt nghi trăm hoa đuôn nở cánh đặt nà bay bách thu nhớ còn xuân bay phấp phới mọi nơi thành ra con sự tích tích nghe cam đường về đôi côi thành ra hơi hì cô bay rồi con thẳng câu cả lên chơi hầu vua hầu mẫu xong rồi cậu ngự ngự thành ra hơi hì đem quân lên ngàn câu hoàng đôi đem quân lên ngàn nà để đồng súng nổ dậy vàng núi đổ sẽ lên ra hơi hì
sôi. Bên tả bốn năm cung văn câu thơ vui, bên hữu có tứ trụ thanh đồng sinh thật là sinh. Chuốc rượu mời cậu sơi. Tay cô đôi nàng tiên nâng chén cùng là thuộc lên gió ma. Nâng chén lên ai và hàng xin mời cậu hàng nâng chén. Nhất tuần xưa là gió ma. Chén mà ngó dân hỏi vui mà xuân nó nước nghe. Con cứ dâng lên mà con xin mời cậu hàng say xin. Con xin mời cậu hàng say xin. Bố phụ là tay tơ gõ hôm nâng chén lên lại bàn xin mời cầu hoặc nâng chén nát vì tuần xưa là giọt nát vì tuần xưa dâng lời mừng vui mừng xuân non nước con kính dâng lên mời xin mời cầu hoặc say sưa con xin mời cầu hoặc say sưa chén ly hôn đi vui cô quỳ mà tay tơ gõ hôm nâng chén lên lại bàn xin mời cầu hoặc nâng chén nát tam tầm chân đã giọt nát chén hoàng hoa dâng lời xuân non nước nghe con đi dâng lên hoàng con xin mời cầu hoàng say sưa con xin mời cầu trăm phận trăm tiếp thay cho tài tuấn khanh chưa cậu hoàng có đi thì cậu cũng chiếm bảng phàm bảng bàng khôi hoa. Cô nào cô sao
sau, cô bảy, cô tám, cô chín, cô mười, cô mười một, mười hai là rất mặt cánh bông huê thương, cánh bông huê thương, bông hoa nào đẹp nhất, bông hoa nào tươi nhất để cậu tôi gắn ở trên đầu. Với con ngựa bạch bay bát nghi một đôi hèo ý nghi cậu vô vong ngôi chùa non nương yêu tình làm sao là sông khúc con sông đỏ khúc con sông đỏ non khúc con sông đỏ các cô đợi cậu về đến đây cậu bé chân đồng là sông khúc con sông đỏ khúc con sông đỏ khúc con sông đỏ non bên kia các cô đợi cậu về đến đây cậu bé chân đồng xa xa thanh thanh nghi nhàn tay thảo bút bút ni hoa cậu đề tài nhạc nhựa phi đề vang xa nhạc nhựa phi đề xa xôi khuất nhựa một thôi cậu về rồi cậu đi ra về sẽ là dịu dít bên lầu
vàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành một bầu gió mát trăng thanh, đàn thông reo rắt ở bên gành suối reo, đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng.